Lần đầu tiên gặp chồng em đó thì em thấy ảnh xấu quá à. Tại vì tóc ảnh dài mà ảnh ốm nữa, ảnh đen nữa, nên là cũng không có cái cảm giác gì. Nhưng mà cái ấn tượng là ấn tượng ảnh xấu quá. Thì lúc đó là ông chủ nhà trọ ổng dê em. Xong em điện anh với anh này cái em khóc. Anh nói là thôi để nửa tối anh qua anh canh cửa giùm cho. Rồi xong cái là đúng là tối đó ổng qua cái cửa vậy thì ổng nằm ngang vậy. Trời ơi, tội nghiệp vậy đó hả? Nghiệp, tội nghiệp lắm. Trong ở ngủ từ cửa xong là một tuần á. Từ ngủ đầu cửa vô tới gần nệm. Cái lên cái vô nệm nằm. À, hai đứa nằm chung nhau vậy nhưng mà là rất là trong sáng đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà anh cũng có lén khén chút. Thử. Xin chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên An Trịnh Hoàng An, em làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh. Còn em làm ngành nào vậy Ân? Em làm bên mảng nhôm kính. Em năm nay 31 tuổi. Chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em tên là Trúc Ly. Hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng ở khu vực Trảng Bàng, Tây Ninh. Ủa là sao? Là cưng ở Tây Ninh. Dạ. Còn bạn? Làm ở thành phố nhưng mà chiều tuần chạy về 2 lần. Chia sẻ cho anh nghe cái câu chuyện tình yêu của các bạn đi. Lần đầu tiên hai đứa gặp nhau là ở đâu nè? Đoán đi ông, đoán cái đi ông Bin. Một ngày đẹp trời đó, là ân ông đi ráp cửa sổ cho nhà người ta dưới Trảng Bàng đó. Dưới Tây Ninh, dưới Tòa Thánh á. Xong mới đang đi cái đói bụng quá. Cái tấp vô ăn tô bánh canh Trảng Bàng. Xong lúc đó là chưa gặp cô này nha. Xong cái chạy hồi nữa cái ghé uống nước mía. Uống nước mía vườn cao hay gì đó thì mới gặp cái cô này. Thế đang uống nước mía luôn. Rồi hai đứa gặp nhau xong rồi thấy nước mía ngọt quá, rồi cô này mặt cũng dễ thương quá, cho nên là dùng những cái lời ngọt ngào cua và dính luôn, đúng không? Đúng không? Dạ không. Hai đứa là gặp nhau ở Tây Ninh đúng không? Ở Gò Vấp. Rồi xong. Tây Ninh Gò Vấp. Bạn này làm hóc môn, bạn kia Tây Ninh, nhưng mà gặp nhau hai đứa gặp nhau Gò Vấp. Ủa, gặp nhau Gò Vấp nhưng mà gặp nhau ở đâu? Ở nhà của sếp lúc đó. Thôi hai đứa kể đi nào. Kể đi. Thì lúc đó em đang làm ở trong công ty đó, còn vợ em bây giờ là làm kế toán. Là em hay đi công trình xa, em hay quyết toán hóa đơn về cho vợ. Xong rồi em mới nói chuyện với vợ nhiều. Hai đứa là chung công ty phải không? Dạ, lúc đầu là như vậy. Trong thời gian cái em mới xuống nhà sếp chơi. Sếp là dì họ của vợ. Em có ấn tượng gì về cổ không? Đầu thì cũng không có ấn tượng gì. Gặp thấy bình thường nói chuyện dạng như kế toán như mình nói chuyện với nhau thôi. Nhưng mà dễ gây lộn kế toán lắm. Mấy bà kế toán khó lắm. Dạ. Con số là phải chính xác, không phải liềm bềm nó hoài. Dạ, bắt thu thập chứng cứ rồi thu thập hóa đơn lắm, rồi thu thập phiếu thu phiếu chi đúng không? Mấy bà đó là chỉ có con số thôi. Con số đó, đó. Nhưng mà nè, em nhìn cổ em thấy hiền không? Lúc đầu thì thấy cũng vui vui là cười hay hiếp mắt ghiền là ghiền cái đó chút. Nghĩa là ấn tượng cũng được. Dạ. Ghiền cái hiếp mắt. Em gặp chàng trai này thì sao nè? Lần đầu tiên gặp chồng em đó thì em thấy ảnh xấu quá à. Tại vì tóc ảnh dài mà ảnh ốm nữa, ảnh đen nữa, nên là cũng không có cái cảm giác gì. Nhưng mà cái ấn tượng là ấn tượng ảnh xấu quá. Thì nói chung hai đứa đều ấn tượng không có đẹp gì về nhau. Đến được là do cái lúc mà em về quê xong em lên Sài Gòn lại là cái chân em nó bị chật. Cái lúc đó là em mới lên Sài Gòn á, lần đầu tiên lên Sài Gòn luôn, không có quen biết ai hết ngoài gì thôi. Thì cũng không có đi đâu được, rồi bị đau chân nữa, nên là thành ra là nhắn tin với anh này là anh ơi giờ em không biết đi đâu, anh chở em đi vòng chơi đi. Xong là tối đó anh chở em đi uống xin tố, xong rồi là ghé bên bạn của anh là đang nhậu, xong rồi anh dắt em lại luôn. Là tới lúc đó là những cái bạn của anh nói là bạn gái mới hả? Bên các bạn bè có suối hai đứa quen nhau không? Bạn bè tưởng là đang quen nhau chứ không phải. Tưởng luôn rồi. Tưởng luôn rồi. Tại có bạn gái là em hay dẫn về, nhưng mà cũng rất là ít, chỉ có hai người. Đến khi nào thì hai đứa mới thật sự là có cảm giác với nhau? Lúc đó là em ra ở trọ riêng, thì em ở cái chỗ mà anh này thuê giùm em. Thì lúc đó là ông chủ nhà trọ ổng dê em. Xong em điện anh với anh này cái em khóc. Anh nói là thôi để nửa tối anh qua anh canh cửa giùm cho. Rồi xong cái là đúng là tối đó ổng qua cái cửa vậy thì ổng nằm ngang vậy. Trời ơi, tội nghiệp vậy đó hả? Nghiệp, tội nghiệp lắm. Động dạ. Lực nào mà em lại làm điều đó? Em phải thích rồi mới làm chứ đâu. Đúng có vậy. Đâu mà đúng. Nghe Ly nói, vợ em nói như vậy thì em thấy có lỗi của mình. Tại mình dẫn thuê trọ chỗ đó. Không có biết, mình thấy ý đấy quá. Ở đó mình ngủ vài bữa để kiếm phòng trọ khác để chuyển đi. Xong rồi ở ngủ từ cửa xong là một tuần á, từ ngủ đầu rồi. Cửa vô ngủ tới cửa. Gần nệm cái lên cái vô nệm nằm. Em chắc là ngủ chứ nhắm mắt để đó thôi chứ nhìn không nhìn tụi em không sót. Có chuyện gì xảy ra không? Anh biết nhưng mà em nằm ở trên nệm nhưng mà em nhìn thấy một chàng trai nằm mà trắng đường gì thấy chứ cảm động. Dạ em. Đúng rồi, cảm động đúng không? Tại vì cái lúc mà ảnh nằm không có cái chiếu gì ở dưới á, em thấy em tội. Xong rồi cái bắt đầu hai ba bữa sau là em nói thôi anh lên giường anh nằm đi, xong rồi đợi tới khi nào mà thuê trọ thì dọn ra. Là anh lên nằm với em. Hai đứa nằm chung nhau vậy nhưng mà là rất là trong sáng đúng không? Dạ đúng. Nhưng mà anh cũng có lén khén chút xíu. Rồi thử. Cũng có xin xỏ rồi nhưng mà chắc không được đúng không? Không được chuẩn y đó. Anh nghĩ là thời gian đó là hai em đã thật sự thích nhau rồi đúng không?
Dạ. Đến khi nào thì ổng mới bắt đầu tỏ tình em? Tụi em thì như cũng không có tỏ tình gì hết, nhắn tin qua lại rồi từ quen thôi. Khi nào thì mới có nụ hôn đầu tiên? Lúc mà tìm được nhà trọ mới rồi, bắt hai đứa quen nhau rồi là quyết định quen luôn á. Chuyển qua nhà trọ mới tầm 1 đến 2 tuần là em bắt đầu em qua em ở. Là hai đứa ở chung luôn. Tầm 2 tuần đó là bắt đầu mới có nụ hôn đầu tiên. Vậy là hai đứa yêu bao nhiêu lâu thì mà làm đám cưới? Tụi em thì khoảng 3 năm mấy. 3 năm ở trọ chung luôn? 3 năm ở trọ chung là ở từ Gò Vấp, xong rồi dọn xuống Tây Ninh. Anh này anh cũng theo luôn. Rồi trong thời gian đó là sao? Em thì làm ở trên Hóc Môn, còn em ở dưới Tây Ninh. Dạ. Là lúc đó là cứ xa nhau như vậy hả? Dạ đúng rồi, đi đi về về, lúc từ lúc quen tới lúc cưới tới giờ vẫn vậy. Trong cái thời gian yêu nhau vẫn êm đềm vậy, có bao giờ có cái chuyện nào mà giận nhau rồi lôi đình rồi có là muốn chia tay nhau cắt đứt đồ này kia nọ không? Có cái lúc mà em đang ở trọ, cái trọ mới ở trên Gò Vấp á, thì lúc đó là công việc của em chưa có ổn định, tại vì mới lên Sài Gòn thì mình lên Sài Gòn mình bỡ ngỡ luôn, cái nhà trọ 1 tháng 2 triệu mấy, mình làm sao mà mình lương mình chỉ có 5-6 triệu thôi, mình trang không có đủ, nên lúc đó em nản quá, em định về quê, em định bỏ ông này về quê. Ổng khuyên nhủ mà thấy ổng buồn quá, ổng tội nghiệp nên là không có bỏ ông được, nên là ở trên này ráng trụ xong mà nhắn tin hỏi bạn ở dưới Tây Ninh là có công việc nào không cho tao đi làm với, thì nó mới giới thiệu là tao có công việc này nè, mày xuống mày làm đi, lương cũng ổn. Xong rồi em nộp hồ sơ xuống là hai vợ chồng xuống dọn xuống dưới luôn. Chứ không có giận hờn gì hết, chỉ là em hơi nản, em muốn về quê thôi. Nhưng mà bây giờ lương của em ổn chưa? Lương của em bây giờ thì cũng ổn rồi. Ổn rồi phải không? Rồi lương của chồng ổn chưa? Dạ cũng ổn rồi. Vậy ổn rồi. Ổn rồi là phải có kế hoạch của em bé. Đúng rồi. Là cưới nhau được mấy năm rồi cưng? Khoảng gần 1 năm thôi. Ngày cưới của hai bên là cách nhau 7-8 tháng. Dịch Covid làm đám với em tháng 3. Rồi xong dịch bùng lên là ngưng. Không có làm được. Ngưng. Tới lại tháng 11 thì mới làm. Vậy giờ về ở chung nhau rồi sao? Rồi cái có lòi ra tật xấu gì nhiều không? Đó. Tật xấu thì trong 3 năm nó lòi hết rồi chị. Lòi hết đâu kể đâu. Nhiều không em? Tật xấu gì đâu kể đi. Vợ em thì tật xấu cũng không có bao nhiêu. Chỉ có cái là ăn uống làm biếng thôi. Làm biếng lười ăn. Lười ăn với lười nấu. Khi nào có em về thì mới nấu. Còn không là cứ một mình muốn ăn gì ăn, có bữa cơm ăn cơm. Trời, phải mà tôi được cái bệnh lười ăn với nó đỡ ghê. Em cũng vậy luôn á chị à. Thì sao em không lười ăn vậy? Không được, trời, tôi nhìn đồ ăn cái muốn nhào vô trong miệng luôn á. Mặc dù miệng trong đầu chị, chị xiên ăn không có lười ăn tí nào luôn á trời. Nó nghĩa là lười ăn không chịu nấu ăn. Dạ. Đúng không? Nào chồng về rồi mới mới nấu. Nhưng mà nấu ăn ngon không? Dạ ngon. Thì cũng được rồi. Có một cái tật mà giống như mấy bà vợ không? Là ghen. Trước giờ thì chưa thấy, nhưng mà hỏi thì kêu có. Vậy hả? Hỏi thì nó có. Tôi ghen à, tôi ghen dữ lắm ạ. Có ghen là ghen chuyện gì? Cái lúc đó là đi chơi với bạn của ổng. Thì khi đi chơi thì mấy bạn chọc lúc đó là chưa cưới, là mấy bạn ổng chọc là hồi đó Ân quen cái nhỏ kia ngon lắm, được lắm, đẹp lắm, đẹp hơn Ly nhiều, mà nói nhiều lắm, em nghe nhiều mà em cảm thấy buồn trong lòng rồi. Qua được. Xong rồi cái tối lại là hai đứa là đang hú hí với nhau. Xong rồi cái là tự nhiên đang lúc cao trào em bật khóc. Cái ông này ông hỏi em sao em khóc vậy? Anh làm em đau cái gì hả? Ông nói không. Tại mấy bạn anh hồi chiều nói nhiều quá nên em suy nghĩ tới con nhỏ đó đó, em ghét em khóc. Mà khóc trong lúc đó nữa. Ghen này là thuộc loại ghen cá tính. Ghen thời điểm. Ghen đặc biệt luôn nè. Hồi lúc đó em giải quyết làm sao không? Nghe nó làm cười á. Làm ghen nói gì đó. Là chỉ có trận đó thôi. Dạ. Với lại ổng ghen em. Thì ổng ghen cái lúc mà em nhắn tin bồ cũ á. Bồ cũ nhắn tin hỏi em khỏe không này kia. Rồi ổng đọc được cái tin nhắn. Rồi bắt đầu ổng ghen, nhưng mà ổng ghen được 1 phút 30 giây à. Lý do là em so em dịu lại. Sẵn kể luôn đi. Ngoài cái ghen ra còn tật xấu của chồng là gì nè? Tật xấu thì trước lúc cưới á chị, nhiều tật xấu lắm. Không có hớt tóc. Tóc để rất là dài. Đi ngủ thì không có đánh răng. Sau khi cưới thì ngày nào em cũng nhắc ổng cái chuyện đó hết. Ví dụ tóc dài, anh ơi đi cắt tóc. Tối anh đi ngủ thì anh ơi đánh răng đi. Giống như là sao bỏ, coi như bỏ đi. Mình sau khi mà mình đã nhắc rồi bỏ rồi, còn cái gì mà em không phát hiện được lúc mà chưa cưới không? À có, hay quên có. Tại vì ổng là ổng hình như ổng đản chí hay là ổng vô tư thì em cũng không hiểu. Em kêu ổng là anh ơi cất vàng đi. Xong rồi em với ổng cùng cất cái chỗ đó. Nhưng mà vài tháng sau em hỏi là anh ơi vàng, lấy vàng giùm em. Không nhớ chỗ nào hết. Mà mai thai là em nhớ không? Mai thai em cũng cắt chung em nhớ. Rõ gì cũng mừng. Mừng ghê á. Tưởng là em quên luôn là hiểu rồi. Nhưng mà cái quan trọng đúng không? Quên luôn, hỏi tâm sự với anh chị bắt đầu dò giùm. Trời sao? Còn tật xấu gì không? Không, nói chung là chỉ có vấn đề hay quên với lại hơi vô tư thôi. Vô tư khác vô tâm nghe. Dạ đúng rồi, ổng vô tư thôi chứ không có vô tâm. Vô tư là đâu có xấu. Vô tư là cuộc đời này nó thoải mái lắm, đúng sao không? Được người ơi. Cứ vô không tư suy đi. Nghĩ không lo. Thiệt. Nhưng mà nè, có lãng mạn không? Dạ không. Vô tư đó, vô tư. Có nhớ những ngày tháng
đặc biệt của vợ không? Sao mà nhớ được, nó vàng tất ở đâu mà còn quên. Nhớ kìa. Ngày sinh nhật thôi. Nhớ ngày nào. Tặng quà có tổ chức gì cho vợ bất ngờ không? Vợ thì không có cần tặng quà gì á. Tới ngày sinh nhật là em chuyển tiền thẳng luôn. Trời ơi, quá thích dụng rồi. Thôi cũng được đi. Mua quà chị tốn tiền, mua hoa về để héo cũng vậy. Hay dạ. Quá thực tế. Ok, được. Bây giờ mong muốn thay đổi điều gì đi? Ông mong vợ thay đổi điều gì nè? Dạ, em mong vợ thì chỉ có lo ăn uống một chút, chứ ăn cứ tối không chịu ăn cơm. Là cứ ăn trái cây miết à, trái cây ăn vặt. Là không thích ăn hay là cố tình không ăn để giữ dáng? Dạ là biếng ăn. Tối về đi làm 7 giờ sáng tới lại 6 giờ rưỡi tối là về làm biếng ăn. Biếng ăn hả? Chứ lại phải có một mình. Lại đây, lại đây. Dòng ơi. Phải tôi làm biếng ăn được như bé này thì bắt biếng, bắt biếng, bắt biếng. Ước gì. Rồi okay. Còn em thì muốn ông xã mình thay đổi điều gì? Em thì muốn anh là nói chuyện với lại mọi người xung quanh nhiều hơn, tại vì ổng ngại giao tiếp với mọi người lắm, nên là cải thiện cái đó. Ngoài ra thì hơi lãng mạn chút xíu. À, nhắc khéo nghe. Nhắc khéo lãng mạn nha. Đã không cho người ta tặng bông lấy gì lãng mạn. Em không cần mua một bó, em chỉ cần một cành thôi. Mua một cành bông mà về cũng hỏi bao nhiêu tiền mà. Cái toán mà. Cái cảm giác nó khó chịu lắm. Mang hoa về tung tăng chạy về hơn hoa. Dạ tặng em nè, chúc em vui vẻ nha. Mua chi vậy tốn tiền này. Rồi sao. Tụt mốt luôn á. Bây giờ là hai đứa là có định là năm nay là có em bé không? Dạ tụi em đang tìm kiếm ráo riết. Rồi đây, đây, xin giới thiệu với tụi em ông mụ quốc dân. Anh thì dạ. Chúc cho hai vợ chồng em, hai đứa sẽ về tự về chung một nhà. Và trong năm nay ha, công việc sẽ phát triển thuận lợi, sẽ yêu nhau nhiều hơn và đặc biệt là thấu hiểu nhau. Chúc cho khoảng tháng 3, tháng 4 là bác sĩ báo tin vui. Có thể là qua năm sau các em sẽ chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình các em. Trời ơi, chúc mừng nghe. Với lại là em có một cái nguyện vọng là em xin được nói những lời yêu thương với tới mẹ em. Em nói với mẹ đi. Dạ. À, mẹ ơi, tại vì là con không còn không có nói được những cái lời yêu thương. Tại vì hồi nhỏ là không có sống được với... Tại vì từ lúc nhỏ là em không có sống được với... ba mẹ cũng là do hoàn cảnh. Cho dù là mẹ có làm nên cái lỗi gì thì em vẫn sẵn sàng là tha thứ và sẽ giúp đỡ cho mẹ, mặc dù là em không có nói những cái lời mà ngon ngọt được, tại vì tính em thì nó thẳng thắn, nó giống như là một đàn ông con trai gì đó, không có thổ lộ được những cái gì mà tình cảm dành cho cha mẹ. Thì á là em muốn nói là mẹ ơi, con yêu mẹ rất là nhiều. Nói gì nữa không vậy? Với lại với ông bà ngoại thì hy vọng là ông bà sẽ sống lâu và đợi cháu chắc ra đời thì... Tại vì ngoại em là bệnh nhiều lắm, nên là không biết đã đi khi nào. À, ông bà ngoại của em đó phải không? Ờ, yên tâm rồi, đi. Thôi là năm nay là có con rồi. Nghe, nghe. Ơi. Cảm ơn em rất nhiều. Em là Nguyễn Thị Thanh Tâm, năm nay em 33 tuổi và em làm thiết kế đồ họa. Còn em là Hoàng Anh Tuấn, năm nay em 34 tuổi, em làm về vẽ game 3D. Vậy thì Tuấn Tâm gặp nhau trong trường hợp nào? Tụi em gặp nhau là trong một công ty thiết kế. Cái ấn tượng đầu tiên thì thấy ảnh hơi ngố, ảnh mặc cái quần tay xè xè rộng rộng ông già đó, bỏ áo vô thùng nhưng mà cạp quần kéo gần cao tới vú. Bên hông là đeo một cái chùm chìa khóa thật là to như vậy nè, cỡ mười mấy 20 cái. Mà đeo đi thì nó cứ lủng lẳng lên keng. Thấy bước chân ra khỏi công ty á thì lại mang đi giày xé vé mà đi vô cùng một lúc, xong rồi cúi xuống làm cái rộp rồi dán lại cái rẹt, cái đi là hai chân đá qua đá lại giống như một đứa trẻ. Rồi ăn mặc thì giống như ông già nhưng mà đi đứng thì lại như một đứa trẻ hả? Cái ấn tượng của Tâm về Tuấn là kéo quần tới vú, vậy cái ấn tượng của Tâm của Tuấn, của Tuấn với Tâm như nào? Rất là nghiêm khắc, nhìn rất là ngầu nhưng mà ít có cười, hơi sợ sợ. Tại vì lúc đó là em vô là em làm cấp dưới của vợ em, và bữa đó là vô là bị bà xã nhắc nhở liền. Là nghiêm khắc rồi. Như dạ. Giám thị vậy đó đúng không? Dạ. Nhắc nhở sao? Nhắc nhở anh không được nói chuyện điện thoại trong phòng làm việc. Nên là... Tại vì quy luật công ty là không sử dụng điện thoại, cho nên em thấy ông móc ra thì em sợ sếp bên phòng cái bên dòm qua thấy nên nhắc trước. Một người thì cảm giác là bị sợ, còn một người gặp một người cảm giác là quá mắc cười. Quá mắc cười. Hai người có cái đồng cảm gì với nhau mà có thể đến được với nhau hay? Tụi em trong công ty thì cũng ít nói chuyện lắm, tại vì sếp cũng nghiêm lắm, không có cho yêu đương giống như là môi trường học đường vậy đó. Cũng may là có cái dịp cuối năm công ty tổ chức tất niên trên sân thượng, thì qua vài câu trò chuyện thì chúng em mới phát hiện cùng sở thích là đọc truyện tranh. Truyện tranh hả? Thiếu nhi hay người lớn? Doraemon ấy. Doraemon. Thấy đường quá vậy. Thôi bây giờ mới nói ra mới phát hiện nha, là Tuấn nhìn hao hao con nét giống mình Nobita. Rồi đến khi nào thì hai bạn mới chính thức là hò hẹn với nhau? Thì khi mà nghe em nói là em thích truyện tranh Doraemon
Thì ảnh lại giới thiệu cho em là có Tâm có coi bộ truyện Son Goku hay không. Đó cũng là lý do để em hẹn ra ngoài mình gặp mặt á. À, dạ. Vậy cái lần đầu tiên đi chơi á thì là sẽ chọn cái giải trí nào? Em chỉ hẹn ra ngoài đưa truyện tranh rồi thấy là hai đứa đi về. Ủa vậy hả? Vậy thì có phải cái lần trong bộ truyện tranh nó có phải là cái lần gặp gỡ ấn tượng nhất hay không? Dạ chưa ạ. À. Lúc đó tụi em cũng vẫn coi nhau như đồng nghiệp thôi. Mãi tới cái lần đêm giao thừa đó, hai đứa chở nhau ra khu vực quận nhất. Em thì thấy có cái nhà hàng bé xinh xinh mà lại nằm trên lầu 1, vô cũng tự tin lắm, nhưng mà tới khi menu mà đưa ra trước mặt thì là hết hồn. Sao vậy? Cái giá đằng đó là tới cả 100.000 lận, em thì trong túi đây có 200.000 thôi. Thôi đó. Dạ. Nên em phải đặt hai cái món khai vị thôi, hai cái xiên gà nướng, hai ly sinh tố, cố gắng hàng lẹ lẹ rồi chị. Ăn gói gọn cho 200 thôi. Vừa đủ. Rồi em sao lúc ấy có bực bội không? Em cũng nói chung là cũng vô tư lắm. Đi chơi nhưng mà nghĩ là ví dụ như một bên không có tiền trả thì mình sẽ trả phụ thôi, đơn giản là vậy thôi. Tuấn với Tâm có thường xuyên hẹn hò để chơi với nhau? Tụi em cũng ít hẹn lắm, tại vì mẹ em cũng khó đó, đến nỗi mà đi hẹn đưa chuyện mà cũng có một cái cô hàng xóm cô thấy cô cũng về cũng mét mẹ em, mẹ cũng điều tra thì dĩ nhiên là em chối. Vậy hả? Trời ơi, rồi đi chơi là giấu mẹ chứ đâu dám cho mẹ biết. Dạ, hả? Thường là đi chơi là phải về sớm khoảng 7 giờ 8 giờ, người ta bắt đầu vui thì em phải có mặt ở nhà. Trời rồi. Ơi, mẹ của Tâm rất khó. Vậy thì mẹ của Tuấn có khó không? Mẹ em cũng khó, nhưng mà em lúc đó em ở riêng nên nhiều khi em cũng trốn rồi. Ủa thì ở nhà riêng có gì đâu phải trốn không? Ba mẹ lâu lâu cũng hay qua thăm à, chứ. Rồi có bao giờ lén đi chơi mà bị ba mẹ bắt gặp không? Cái đó cũng là lần ấn tượng mà em giận ảnh lâu. Sau cái gì mà đi chơi Tết Tây thì tới mùng 3 Tết ta thì lại hẹn nhau thêm một lần nữa. Chờ hoài không thấy em tới. Thì em mới ra cái bot điện thoại công cộng gọi em hỏi là hẹn mấy giờ rồi chưa, mà sao nãy giờ Tâm đứng một tiếng đồng hồ mà chưa thấy tới gì hết. Với thì thào hôm nay mẹ Tuấn không có cho đi. Trời ơi. Thì ra là cái chuyện không đi chơi là do mẹ không cho đi. Trời, tôi cứ tưởng đâu là mẹ của Tâm là khó rồi, bây giờ mẹ của ông Tuấn thì còn khó hơn. Ủa là sao lớn rồi mà mẹ cũng không cho đi chơi vậy? Mẹ không dám xin. Sợ đến độ không xin luôn. Tại vì giấu tiệc chuyện có bạn gái. Trời, rồi lúc đó là em giận không? Dạ, thì em giận, nói là trời Tuấn bao nhiêu tuổi rồi, sao nói chuyện giống con nít quá vậy, để mình đứng ở đây mà cũng không có báo trước cái gì hết. Rồi giờ tôi đứng ở đây tôi đứng tới chuyện nào? Các em cúp điện thoại. À, cúp mà giận đúng không? Giờ thôi máu đi về, coi như là từ đó tới khi mà công ty khai trương làm lại đó không có liên lạc luôn. Theo khi đi làm lại thì em cũng mong sẽ có nhận được lời xin lỗi hay giải thích. Nhưng mà tới khi mà tụi em đụng mặt nhau ở bãi gửi xe công ty đó, ổng lên luôn, ổng không giờ cũng không nói, ổng không cười không hỏi. Em đi trước thì hy vọng là đi sau sẽ kêu vừa giải thích sau đó, mà quay lại không thấy đâu hết thì ra là ổng đã lủi vô cái đường tắt ổng đi. Ủa, sao mà sao kỳ vậy? Trong quá trình đó em cũng sợ và em cũng đã suy nghĩ nên mình có nên tiến tới nữa không, tại vì em rất là lo là sau này em không có lo lắng được cho vợ em. Rồi đến lúc nào thì mới xin được cái vợ? Đến 14 tháng 2 thì tự nhiên cái nhận được tin nhắn vào điện thoại cũng gọn lỏn là chiều nay chúng ta có thể đi một vòng được không? Trời ơi. Cái điều gì mà khiến em có một cái quyết định như vậy? Tại vì em thấy vợ em chín chắn và cũng biết chuyện á. Khi đó thì em nghĩ là hai đứa sẽ bù đắp cho nhau. Ngoài ra còn gì nữa không? Đảm đang trong việc nhà đó, giống mẹ em. Những người con trai á mà yêu thương mẹ mình á thì luôn luôn cái người vợ sẽ có cái hình ảnh, hình bóng của người mẹ đó. Ừ, vậy thì anh muốn hỏi là trong cái thời gian hai bạn yêu nhau đó, vậy thì có thường xuyên nhắn tin cho vợ hoặc vợ nhắn tin cho chồng không? Cũng nhắn tin dữ lắm. Ừ, nhắn tin dữ lắm. Thì là có khi nhắn tới 1-2 sáng. Trời ơi. Hai đứa nhiều khi gây lộn rồi nói chuyện nhắn cả mấy chục tin. Gây lộn nữa hả? Dạ. Gây lộn gì? Tức là gây lộn bằng tin nhắn hả? Dạ. Trời ơi, mấy cái vụ mà gây lộn bằng tin nhắn là dễ bị hiểu lầm lắm á. Nếu mà nhắn cái kiểu mà không giấu á. Thì có cái vụ này hiểu lầm cũng rất là buồn cười, đó là khi mà hai đứa đang giận nhau trên xe, em nói tôi anh dừng xe lại liền đi, kêu dừng là dừng liền cái cốp. Em nhảy xuống em băng qua đường xăm xăm vô nhà sách. Thì em đó em buồn quá không biết làm gì, em vô em cũng ngồi em mua cái tượng em tô. Thì anh chàng mới nhắn tin hỏi ủa em đâu rồi, em đang làm gì. Thì em nhắn vô là em đang tô tượng nhưng mà không có giấu gì hết. Em đọc thì em tưởng là cô nhắn cái gì? Em tưởng là cô ấy là nhắn là em đang tô tưởng. Nên em cứ tưởng là cô ấy đang ở nhà ngồi suy nghĩ về mấy chuyện gì đó. Linh tinh hả? Linh tinh hả? Rồi thế là em mới đi về. Trời ơi, cái vụ mà nhắn tin không giấu là nhiều chuyện vui lắm nghe. Rồi khi mà hai bạn cưới nhau về thì có những cái chuyện gì bất ngờ? Ông xã em là chăm con rất là giỏi. Vợ em có bầu thì hai vợ chồng cũng rủ nhau đi học thủy sản. Cực kỳ khéo trong vấn đề đó, kể cả việc mà thai tả cho con. Thì một cái chuyện rất là vui nữa là khi mà ông xã em
em thay tả cho con lần đầu khi mà bé mà ra phân xu đó chị. Thì tụi em cũng chưa có kinh nghiệm là em bé nó ra nhiều tới cỡ nào thì ổng cứ thấy nó ra một lần ít vậy thôi, cái ổng bắt đầu ổng thì thay tả ổng lau khô sạch sẽ thì chưa kịp mặc lại là nó ra thêm một đống nữa. Rồi kỳ này là nhiều gấp mấy lần, cái thế là đưa hai tay vòng hứng. Nãy giờ tiếp xúc thì thấy anh Tuấn rất là hiền, nghe cái chuyện mà chăm con giỏi như vậy thì không có gì bất ngờ hết. Vậy thì muốn hỏi là một cái chuyện mà bất ngờ mà ngay cả bản thân Tâm khi mà lấy về Tâm cũng phải bất ngờ và dựng tóc gáy luôn á. Chơi game không mệt mỏi và đọc truyện tiên hiệp cũng không mệt mỏi, đọc cái nỗi mà quên ngủ luôn anh. Tiên hiệp là sao mấy người viết chuyện á, từ cái chuyện võ hiệp á người ta mới nghĩ ra tới chuyện tiên hiệp, không với lại nó liên quan tới mấy cái game 3D. Thường mấy người mà đọc mấy cái đó là dễ bị nhiễm lắm á. Dạ. Chồng của Tâm có bị nhiễm không? Dạ có, có khi anh nói với em là không tức thì sắc, sắc tức thì không, nhưng mà em không hiểu là không, cái đó là mà cái đó là nghĩa gì? À, có nghĩa là mọi chuyện là nó sẽ giống như hư vô. Hư vô là mọi chuyện sẽ qua. Đó là những cái bất ngờ của vợ của Tuấn. Còn ở Tuấn, Tuấn có một điều gì bất ngờ của vợ? Bất ngờ tới những cái ngày đó là cô ấy nóng tính. Cái ngày đó hả? Là nóng tính. Nóng cỡ nào? Dạ. Là nóng là mà hai cho con mình làm chuyện gì là cũng bị sạc hết. Tới con cứ im lặng vậy. Tới bây giờ thì ở anh Tuấn mong muốn Tâm có sự thay đổi, nhưng hy vọng là tới những cái ngày đó đó thì em lại chút bớt thì nóng. Bớt nóng thôi, nghĩa là bớt nóng thôi. À, đúng chưa? Ngày những ngày thường cả nhà là chơi với nhau rất vui. Con Tâm dạ em thì muốn chồng em tập trung hơn vào mọi việc tí, chứ sống mà nó hơi lơ lơ ở trên mây một tí. Cái nỗi mà chở vợ con đi chơi thì từ nhà em tới hồ con rùa thôi là đã đi lạc rồi, phải đi vòng vòng thì em rất là bực mình. Cái lơ đãng của Tuấn đôi khi là do gọi là bệnh nghề nghiệp đúng không? Dạ, nhưng mà trong công việc thì rất là tốt. Thì đó thì đó, bây giờ được cái này phải mất cái kia chứ. Trong khi đó chị thấy rằng Tâm lại là một cái người rất là nhạy bén và rất là tỉnh táo trong mọi trường hợp. Thôi thì em hãy lấy cái đó đem bù lại cho người chồng của em. Những cái việc khác thì chồng em lại quá là hoàn hảo rồi. Còn riêng cái vấn đề mà một tháng á, một ngày á, cố gắng chịu đựng đi. Tại vì cái đó là ngoài ý muốn, lực bất tòng tâm. Tới ngày đó thì nhớ gọi chị Vân cho vé đi coi kịch. Ôi, xin cảm ơn hai vợ chồng Tuấn Tâm đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Cảm ơn cô. Đáng yêu quá. Đẹp quá vậy, trời ơi. Hay là chị với em xin chương trình cho mình nghỉ khoảng chừng chút xíu đi, cái để chị điện lên cho Ngọc Trí á, chị điện cái chỗ mà áo xá sắc Việt á, để mình mặc luôn, chị cũng mặc Nhật Bình, em mặc cái này gọi là áo gì nè, áo tất á, áo tất, áo tất, áo tất, áo tất đúng rồi, đúng rồi, áo tất đúng rồi. Nhưng mà chị liên hệ luôn bộ tóc giả cho em được không? Chứ trời, em nói thiệt kìa, em khổ lắm, em đổi cái này lên nó rất là ngứa và nó rất là đau luôn á, còn nhức đầu lắm chị ơi. Phải có cái gì quấn lại á thì mới đỡ, thì không ngứa. Thôi quá à, hai đứa. Thôi để xấu sao đi chị, mình tính tiếp nha. Bây giờ mình hỏi thử rồi, xem này, lý do gì mà hai bạn mặc cái những cái bộ cổ phục của Việt Nam này để lên chương trình Vợ Chồng Son vậy? Vợ con trả lời ạ. Vâng, thì là bọn con thì có một cái kênh TikTok ạ. Thì lần trước thì bọn con có mặc cái cổ phục này và đi quay clip. Thì con thấy là có rất nhiều bạn trẻ comment ở bên dưới là nhờ các anh chị mặc mà em biết đến Việt phục của Việt Nam. Và em cũng định là sẽ mặc trong lễ cưới. Thì con thấy là nó rất là ý nghĩa, nên là con muốn là lần đầu tiên bọn con được lên sóng ở trên truyền hình. Thì con mặc để cho nhiều bạn trẻ giống như bọn con thấy là Việt phục nó cũng dễ mặc ấy ạ. Đấy, thì các bạn ấy có thể là trang phục của người Việt Nam chánh cống. Đúng rồi. Từ cổ xưa ông bà mình đã coi là design rất là đẹp, từ màu sắc cho tới kiểu dáng rất là đẹp luôn. Con sao? Dạ. Con có tự tin và con thấy mình đẹp hơn, mình rất là gọi là đặc biệt á khi mà mình mặc cái áo tất này không? Vâng, con cũng thấy có, con mặc vào thấy đẹp hơn, đẹp trai hơn, tự tin đúng hơn. Đúng không? Tự tin mà thấy rất là đứng đắn nè. Rất là một người đàn ông rất là lịch lãm, rất là đàng hoàng, rất là phải nói là công nhận không? Em công nhận không? Mà phải nhìn từ cái đầu gối trở lên. Chứ nhìn xuống dưới thấy nó mặc bộ đồ này mà nó mang cái gì ba ta. Thôi nó đùa thôi, chứ thật ra là nhìn hai bạn chơi bộ trang phục này, cái mình tự nhiên cái mình có một cái tinh thần tự tôn ở trong. Đúng rồi, tự tôn dân tộc của mình. Bởi vì đây là những cái trang phục của người Việt Nam, chứ không phải là của cái quốc gia nào cả. Mình tự hào về điều đó nha. Rồi, và ngày hôm nay cũng rất là cảm ơn hai bạn đã đến với chương trình Vợ Chồng Son. Như là hai đứa nói tiếng Bắc hết rồi, là tụi con sống ở Hà Nội à? Dạ, con ở Hà Nội ạ. Đấy hả? Là bay vô đây. Vâng. Tụi con vô đây khi nào? Đêm qua là bọn con vừa đến lúc 1 giờ sáng ạ. Tụi con thích chương trình này không? Có, con rất là yêu thích chương trình ạ. Và con cũng xem rất là nhiều số. Con đã đăng ký tham gia chương trình này từ bao lâu thì mới tham gia? Con là các bạn gửi thông tin cho con chắc là cũng tầm được hơn tháng rồi ạ. Thì bây giờ thì con tham gia. Rồi, bây giờ giới thiệu về mình đi nào, từng thành viên. Thôi, để con giới thiệu trước. Con tên là Nguyễn Quang Dũng, sinh năm 1997. Hiện tại con đang làm lập trình viên.
ở ngoài Hà Nội. Vâng. Nguyễn Quang Dũng. Vâng. Một cái tên nó rất là giống rất là ca sĩ luôn á. Không biết là mẹ con trước có mê anh Quang Dũng không ạ? Có. Mẹ con bảo là hồi đấy mẹ con đặt tên con theo ca sĩ Quang Dũng. Ồ vậy hả? Vâng. Rồi khi mà con lớn lên rồi con có thích chú Quang Dũng hát không? Con thì con mới chỉ nghe một vài lần nhưng mà chắc là cũng có. Ừ, con cũng thích cái dòng nhạc đó đúng không? Tại vì cái cách của con cũng rất là Quang Dũng luôn á. Con rất là điềm đạm, rất là đỉnh đạt á. Và cũng đẹp trai giống như chú Dũng vậy đó. Rồi mời vợ Dũng. Dạ vâng, con chào cô chú ạ. Con tên là Nguyễn Ngọc Huyền, con cũng sinh năm 97 ạ. Hôm nay mình lại vừa có nhạc trẻ vừa có cải lương nữa. Thế mẹ con có mê chị Ngọc Huyền không? Dạ, chắc là mẹ con cũng mê nhưng mà mẹ con không kể cho con ạ. Chắc là vậy đấy. Vâng. Rồi thì con đang làm công việc gì? Hiện tại thì con đang làm sáng tạo nội dung cũng như là làm freelance, marketing freelance. Bà con cũng bằng tuổi với Dũng luôn? Dạ vâng, hai bà con bằng tuổi nhau ạ. Vậy hai vợ chồng chắc là có một cái mối tình thanh mai trúc mã, quen nhau từ thời đi học đúng không? Vâng. Bà con gặp nhau ở trường đại học ạ? Hồi năm nhất đại học. Năm thứ nhất đại học. Vâng. Thế tại sao lại một đứa cứ như con xéo ấy, xong rồi lại gặp một cái con bé gọi là trẻ trôi nước như thế mà lại yêu nhau là thế nào? Em kể. Sao vậy? Em kể đi. Vâng. Thì gặp nhau ở đâu? Vâng. Lần đầu tiên bọn con gặp nhau thì bọn con gặp nhau ở sân bóng của trường đại học ạ. Thì đợt đấy là con tức là bọn con lên trường nhập học sớm. Thì con lên xong rồi con thấy kiểu buổi tối thì không có việc gì làm ấy. Thế thì con thì ở nhà thì cũng hay xem bóng đá với bố. Thế là con đi xuống sân bóng để ngồi xem bóng đá. Thế lúc mà con xuống thì là bạn này bạn đang đá bóng ở dưới. Thế nhưng mà nói thật là lúc đấy con chỉ xuống để mục đích là xem bóng đá chứ con cũng không biết là ai đá bóng trên sân. Thế sau khi mà các bạn ấy đá bóng xong thì có một thầy giáo là thầy phụ trách bọn con, thầy quản lý ký túc xá. Thế thầy ra thầy gặp mấy đứa con gái mà ngồi xem bóng đá ấy, thì thầy bảo là thế mấy đứa cũng thích xem bóng đá à? Thì hay là để thầy tập hợp một đội bóng đá nữ cho các em đá bóng với nhau thì được không? Thì lúc đấy bọn con cũng thấy thú vị nên bọn con đồng ý luôn. Thế thầy bảo là thế nhưng mà con gái thì cũng không biết nhiều đá bóng, hay là để thầy cho các bạn nam làm huấn luyện viên. Thì là chính là các bạn này đang đá bóng trên sân. Thế con thấy thầy nói thế xong với bọn con, xong thầy ra nói gì đó với các bạn này. Thế một lúc sau thì chắc là chỉ tầm khoảng 3 đến 5 phút sau thôi thì tự nhiên con thấy có hai bạn nam lao về phía con. Xong rồi các bạn ấy đứng đấy, xong rồi hai bạn ấy bảo là hai bạn ấy, một trong hai bạn sẽ là huấn luyện viên của con. Thế lúc đấy thì kiểu con cũng không hiểu là tại sao tự nhiên bạn ấy lao về phía mình xong làm huấn luyện viên. Thế sau này thì con hỏi lại thì mới biết là lúc đấy thầy mới ra bảo với các bạn nam là đi bê quân phục hộ thầy, nếu mà chúng mày bê được quân phục hộ thầy thì thầy sẽ cho chúng mày hướng dẫn các bạn nữ. Tức là kiểu như là lao động không mất phí đấy ạ. Vâng. Trong hai bạn huấn luyện viên mà lao tới con đó. Vâng. Có bằng Dũng này không? Vâng có ạ. Vâng. Cuối cùng ai là người huấn luyện con? Lúc đấy là có con với một thằng nữa là bạn thân của bọn con bây giờ. Thì lao đến thì xong cuối cùng con là người chiến thắng. con làm gì để được chiến thắng mà đây để con kể sâu hơn một tí. Hồi đấy là bọn con mới lên trường đại học thì trường con là có cái đi quân sự một tháng trước khi vào nhập học. Thì hôm đấy là kiểu đồng phục, kiểu quân phục từ trường dạy trường quân đội trở về trường con thì thầy mới nhờ bọn con đến và bê cái đống quân phục đấy từ trên xe xuống. Thầy bảo là thằng nào mà bê nhanh nhất thì thầy sẽ cho ra chọn các bạn nữ đầu tiên. Còn ai mà chậm nhất thì sẽ là người chọn cuối cùng. Đấy, thì con thì chắc cũng chân dài hơn các bạn một tí, chạy nhanh hơn. Thì con là chạy đến trước, xong bạn kia đến sau con một tí thôi. Thế nhưng mà sao con lại lao phắn vào con bé này mà lại không phải là con bé khác? Đó. Vâng. Thì hồi đấy là hôm đấy là vợ con là mặc quần áo thể thao mà là mặc đội bộ đội mà con yêu thích là Barcelona. Tức là mặc, từ xa là con đã nhìn thấy là có một con bé mà mặc quần áo thể thao rồi. Lúc đó là đã tia rồi đúng không? Nhưng mà con thấy cái gương mặt của cô này với dáng dấp cô cổ là con có thấy xinh không? Con thấy hợp với mình không? Con vẫn luôn bảo vợ con là con thích vợ con từ cái nhìn đầu tiên. Cái lúc mà nhìn thấy là con cũng đã thích rồi, từ mặt này xong rồi đến kiểu dáng vóc con thích kiểu bé bé. Để con dễ bảo vệ đúng không? Xong lại còn mặc quần áo thể thao mà đội con mặc thích đúng nữa. Đúng cái đội con yêu thích nữa, thế là thôi xong. Rồi là có hai anh huấn luyện viên. Đúng không? Tại vì hai huấn luyện viên coi như là thấy nhau. Đấy này nhưng mà chân dài hơn nó chạy nhanh hơn đằng kia. Cho nên là chiến thắng. Rồi chiến thắng là một kèm một. Dạ vâng. Ngoài kèm con ra thì chú hỏi nè. Dạ. Còn kèm thêm cô gái nào khác. Lúc đấy thì thật ra là con cũng chưa có quan tâm sâu như thế. Thì con không biết nhưng mà con đoán là hình như là kèm một mình con. Thế thì con vẫn nhớ là chồng con ra một cái là xin số điện thoại luôn. Tức là thầy chưa nói gì là xin số điện thoại luôn. Bảo là bây giờ làm huấn luyện viên thì phải có số điện thoại. Thế là lần đầu tiên con lưu số chồng con trong danh bạ là Dũng huấn luyện viên. Sau đấy thì bọn con
có thêm hai lần nữa để xuống gọi là tập bóng đá với nhau đấy. Và sau hai lần thì đội bóng tan rã. Đội bóng nữ tan rã. Vâng, tại vì là thật ra là các bạn nữ lúc đấy xuống ngồi chơi vui thôi, nhưng mà đến lúc đi đá bóng thật thì thấy hơi mệt. Vâng, mệt lắm con ơi. Vâng. Đấy. Xong rồi có những đứa mà nó thích thật thì không nói. Giống như chị đi mà chị mà đá bóng thì chị sẽ thấy rất vô nghĩa, là bởi vì tại sao chị cứ phải tranh giành một cái trái bóng như vậy trong khi chị không có sức để chị chạy, em hiểu không? Rồi vô phước mà nó ngã xong rồi chầy chỗ mặt mày đấy thì chết. Ai cũng suy nghĩ như chị thì làm gì có đội bóng nữ vinh quang coi như là vô địch thì bởi vậy mới nói châu Á cho nên chị có bao giờ làm được vận động viên đâu, chị chỉ làm cổ vũ thôi đó. Rồi Dũng ơi, sau đó là có số điện thoại thì chắc có lẽ là đêm ngày nhắn tin cho nàng đúng không? Không, nếu mà thế thì hơi vồ vập, hồi đấy con cũng có chiến thuật lắm. Con chỉ tìm có số điện thoại, con chỉ tìm Facebook với cả kết bạn Zalo các thứ thôi. Thế xong rồi dần dần thì con mới kiểu không, con mới nói chuyện dần dần kiểu cưa cẩm thôi chứ không phải là kiểu tán một cách trực tiếp đâu. Nhưng mà con biết là anh thích mình không? Thật ra là lúc đấy là con mới vào đại học thì mới chia tay một mối tình hồi cấp 3. Lúc lên đại học con nghĩ là không yêu ai hết, mình sẽ không yêu ai cả, lên đại học và học hành. Thế nên là lúc mà con lên ấy thì là trường con thì đặc thù là con học FPT thì là có rất nhiều nam nhưng mà ít nữ. Thế là lúc mà con lên thì cũng có rất nhiều bạn trai thì cũng thích thích, thế các bạn tán ấy, nhưng mà con thì dự định là không yêu ai mà. Thế nên là ai mà tiếp xúc với con mà theo kiểu là hơi tán tỉnh mà định là để yêu đương ấy thì là con tránh luôn. Thế riêng bạn này thì bạn ấy nhắn tin và theo kiểu như kiểu bạn bè thôi. Ví dụ mà đi chơi thì bạn ấy cũng sẽ không rủ con đi chơi riêng, xong rồi cố gắng để gần gũi thân mật quá, mà bạn ấy sẽ đi chơi cùng với nhóm bạn của con hoặc là sẽ rủ con đi chơi chung với nhóm bạn của bạn ấy. Thế con lúc đấy con ngây thơ lắm, con tưởng là chắc là định kết bạn thật, chắc là không định tán tỉnh cơ cẩm gì mình đâu. Thế là con đồng ý chơi cùng, thế là con cũng nói chuyện và sau dần thì con cảm thấy là bạn ấy cũng thân thiện đáng yêu mà đặc biệt là vui tính ấy, con thích người vui tính. Thế nên là mình cũng không phòng hờ. Nhưng mà con cả. Vâng đúng. Mỗi lần con nói chuyện với Dũng từng cái năm thì con có thấy mỏi cổ không? Có ạ. Chứ cô là cô cảm giác mỏi lắm ấy. Vâng. Từ cái thế này. Con vừa phải đi khám thoát vị đĩa đệm. Nhưng mà hồi đó là Dũng là có nghĩa là cái chiều cao của con với Dũng là vâng. Từ lúc đó cho tới bây giờ là không thay đổi. Vâng, vâng. Đúng rồi ạ. Thật ra thì chiều cao của con nó dừng thay đổi từ lớp 6 rồi ạ. Vâng. Vâng. Ôi mà đến khi nào thì con mới coi như là mượn một cái cơ hội để mà con bày tỏ cái tình cảm của mình cho Huyền. Thì con thì cái hồi đấy con cũng kiểu nói chung là thông qua nói chuyện thì con cũng biết là bạn ấy cũng mới chia tay một cái mối quan hệ. Nên là con nghĩ là chưa nên vồ vập lắm. Nói chung là sau cái ngày bọn con quen nhau thì phải tầm nửa năm sau thì con mới chính thức tỏ tình. Trong cái quá trình đấy thì con tấn công nhưng mà như không tấn công. Tấn công mà như không tấn công là sao? Vâng. Kinh lắm. Vụ này con xin ôi cái loài sinh năm 97 nó kinh lắm. Thằng Trê Phi cũng như vậy đấy, lúc nào coi như mặt lúc nào cũng bơ ra mà coi như là thờ ơ với tất cả mọi thứ, coi như là tính toán hết đấy. Đúng rồi, nó tính hết đấy. Rồi sao con? Vụ này con xin phép được kể với con bị gài ạ. Thì đấy, tức con bị gài đúng không? Vâng. Thì lúc nãy con có kể với cô chú là bọn con đi học quân sự. Thế thì trong cái hôm đấy là ngày 20 tháng 10. Thế con đang ngủ trưa, tức là giữa trưa, 12 giờ trưa thì con nghe thấy tiếng loa gọi xuống là Nguyễn Ngọc Huyền, lớp trưởng lớp PC1117 đi xuống sân tập trung. Nếu như mà bạn không xuống thì cả phòng sẽ bị phạt. Thế con tưởng là con làm gì đấy, bị phạt. Thế con sợ quá, con đi ra thì vừa thò đầu ra con thấy có một trái tim ở giữa sân trường. Thế là tất cả các bạn nam xếp thành một hình trái tim ở giữa sân trường. Thế là con bảo ơ thế nào lại ai tỏ tình mình, là con sợ con chạy luôn vào trong phòng. Thế xong lúc sau thì con thấy thầy giáo lên tận nơi. Thầy giáo lên, thầy giáo bảo là các bạn định tặng hoa cho em thôi, không có gì đâu thì em xuống đi. Thế xong các rồi các bạn là nhiều người á. Vâng, đấy thì con nghĩ là các bạn nam định tặng hoa cho các bạn nữ. Thế là con xuống là nó xếp hình trái tim. Vâng. Đúng. Chắc ông này đầu tiêu. Vâng. Ông này là kịch bản của ông này. Đấy, ông lập trình mà. Là tỏ tình, là tỏ tình này chắc là tỏ tình tập đấy, thể. Đấy, nghe thì có vẻ đi. Thế ạ. Vâng. Thì lúc mà con xuống đến nơi ấy, thì con mới biết là đấy là chương trình tặng hoa, mang tiếng là chương trình tặng hoa 20 tháng 10. Và thầy giáo thì vẫn là cái thầy hôm trước mà lập đội bóng nam đấy ạ. Vâng, vẫn là thầy đấy. Thì là bệ đỡ, còn background của đúng ạ. Thầy hôm nay thầy sẽ rất hạnh phúc. Vâng. Đấy thì là thầy đã tổ chức cho cái buổi đấy và thầy bảo với các bạn nam là đầu tiên bây giờ thích đứa nào là đăng ký, thầy gọi xuống cho mà tặng hoa đó. Thế thì chồng con mới đăng ký luôn. Thế mà lúc mà gọi con xuống ấy thì với cái khung cảnh như thế thì ai cũng nghĩ con được tỏ tình, cả trường nghĩ con được tỏ tình luôn. Thế là con đi xuống đến nơi thì chồng con lúc đấy tay cứ run run này. cầm bông hoa đúng không? Dạ vâng, cầm bông hoa tặng con, tay cứ run run này. Thế xong rồi đưa cho con bông hoa. Con nhận xong thì chồng con bảo là tớ thích cậu đấy nhưng mà tớ chưa tỏ tình đâu.
nên là cậu đừng có sợ. À, thế là tỏ tình như chưa tỏ tình. Vâng, thế là một mình con và bạn ấy biết là không phải tỏ tình, nhưng mà cả trường vẫn nghĩ là con được tỏ tình rồi. Thế lúc đấy thì người ta bảo là người ta không tỏ tình, tặng hoa thôi thì mình không nhận thì nó cũng kỳ cục. Thế con đành phải nhận, thì khi con nhận thì mọi người nghĩ là con đồng ý. Vâng, thế là bạn ấy thấy con cầm một phát là bạn ấy ôm con luôn. Và bạn ấy vẫn run nhá chú. Bạn ấy vẫn run run này này trong ôm. Cả trường có vỗ tay không? Vâng, cả trường hô cứ Quang Dung, mông 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 mông. Tại vì biệt danh của chồng con là Mông. Thế xong rồi chồng con run run này thì con đẩy ra luôn. Con đẩy ra luôn. Thế xong rồi về sau hôm đấy thì là con có vài bạn nữa cũng kiểu cũng tấn công, xong rồi nhắn tin này kia đấy. Thì tối hôm đấy thì các bạn tưởng là con vừa được tỏ tình. Thì các bạn nghĩ là đây là cơ hội cuối cùng rồi. Nếu mà mình không tỏ tình thì bạn ấy sẽ yêu người khác mất. Thế là hôm đấy có đến 3-4 người đồng loạt tỏ tình với con. Thì tất nhiên là con từ chối hết, tại vì con có định yêu đương gì đâu. Thế là còn lại một mình bạn ấy. Thế là cả trường thì nghĩ là bạn ấy thành công rồi, trong khi một mình con với bạn ấy biết là chưa yêu nhau. Thế là em một thấy cái sự gài của nó chưa? Thế là bạn ấy đã một mũi tên mà bắn hết tất cả các con chim vệ tinh xung quanh. Bắn một loạt chim nhạn. Vâng. Thôi con ơi, con có một cái tư duy lập trình từ cái lúc mà con chưa làm cái nghề đấy con nhỏ. Sợ thật đi. Thực ra con nghĩ là lúc đấy mà nếu tỏ tình trước kiểu đông người như thế thì cái tỷ lệ fail nó rất cao. Nên là con cũng bảo luôn bạn là con thích thôi, nhưng mà con chưa tỏ tình đâu. Đấy thế. Đấy. Đấy, coi như là chơi liều. Vâng. Thực ra là những đứa kia nó tỏ tình là con từ chối ngay. Vâng, và liền. Con từ chối luôn ạ. Cuối cùng cũng lọt lại mình ông Dũng. Vâng. Quá hay thật. Một mũi tên bắn 5-6 ngàn, cả thậm chí cả chục ngàn luôn. Vâng. Quá hay luôn. Hôm đấy về thì chồng con bị bê lên trên confession của trường, bị chửi quá trời, tại vì giữa trưa cơ ạ, 12 giờ trưa, gọi con gái nhà người ta xuống xong bắt loa ầm ầm lên. Thế là thành ra cả trường, thay vì là chỉ có mỗi khóa con đi quân sự biết con được tỏ tình thì bây giờ cả trường biết. Con về đến trường không ai tán con nữa. Kinh chưa? Em thấy anh Dũng nó kinh hồn chưa? Sợ thật đấy. Quá tinh cường. Nhưng mà là thầy nói chung cũng phải cảm ơn thầy giáo. Vâng. Nhờ thầy mình mới được phát loa. Vâng. Mới có cơ hội chứ. Vâng. Đúng không? Vâng. Hồi thầy vẫn ở công tác ở trường, bọn con vẫn gọi thầy là bố suốt kiểu trêu trêu vui vui. Rồi sau đó bao lâu thì mới coi như là có những chính thức công khai luôn? Sau đấy thì chắc là phải tầm 5-6 tháng sau. Thì lúc mà về trường rồi thì nói chuyện nhiều hơn thì bạn ấy thấy là con bắt đầu thấy cũng xuôi xuôi ấy. Thì lúc đấy bạn ấy mới tỏ tình với con. Thì đến lúc đấy thì con cũng kiểu quý mến bạn này rồi. Và lúc con cũng không còn sợ tình nữa. Là thiệt tỏ tình. Vâng. Vâng. Chứ không phải giống như là tỏ tình mà như không tỏ. Vâng. Tình. Đấy thì đến cái hôm đấy thì bạn lại tỏ tình với một mình con thôi. Vâng. Có hoa rồi có nhẫn rồi có bánh kem hay gì không? Vâng. Trong mơ của tất cả các cô gái thì chắc là tỏ tình kiểu như thế á. Nhưng mà không. Người yêu con hôm đấy thì rủ một bạn nữa cùng phòng, xong gọi con đi chơi. Thì con vẫn nghĩ như mọi khi là chồng con hay rủ các bạn đi chơi cùng. Thế ba đứa đi chơi thì thằng kia con thấy nó cứ đi lùi lùi ở phía sau. Thế xong rồi lúc bọn con đi lên đến trên sân thượng của cái ký túc xá thì thằng kia nó ra nó đứng canh cửa luôn. Thế con bảo là sau này đi chơi gì mà hệ kỳ cục vậy, kiểu lên chỗ riêng tư, xong thằng ấy nó còn lùi về đằng sau. Thế hóa ra là lúc đấy thì chồng con mới tỏ tình, bảo là tớ thích cậu ấy. Thì chồng con cũng bảo là chồng con không muốn là con bối rối khi mà phải trả lời ở giữa cái chỗ đông người như thế, nên là đến lúc mà tỏ tình thật thì chồng con tỏ tình ở chỗ mà chỉ có hai đứa. Lúc đó còn trả lời lại sao? Thì con cũng đồng ý ạ, tại vì chồng con bê con lên cái lan can ấy chú. Con sợ độ cao, chồng con bê lên trên lan can, xong chồng con bảo là cậu không tự xuống được đâu, bây giờ cậu có đồng ý không? Tại vì đối với ông bê một cái một mà. Vâng. Đúng còn con thì không trèo mà. Đây con ngồi bây giờ con chưa chạm đến đất. Thế con không tự trèo xuống được. Nó không dám xuống. Tại vì bây giờ không mà không đồng ý là không có cơ hội xuống. Đúng rồi. Vâng. Có mỗi một cái bạn kia thì bạn ấy đứng canh cổng ở tuốt xa rồi. Xong lúc đấy là chính thức, coi như là bạn con chính thức yêu nhau là thế thôi, không tặng nhẫn, không tặng hoa. Vâng. Rồi có tặng nụ hôn không hay như thế nào? Nụ hôn thì có. Là ngay tại lúc đó luôn. Vâng. Thực ra trước đấy là hồi đấy là con có làm con mới vào một câu bộ ở trường, con đã làm một cái sự kiện mang tiếng là làm cho chị em, nhưng mà mục đích của con là làm tặng cho vợ con. Kiểu trước đấy là con cũng tìm hiểu hết những thứ mà vợ con thích. Tức là lúc đấy bọn con là chưa có yêu nhau, chưa nhận lời yêu nhau, thì con tìm hiểu những thứ mà vợ con thích trước, sau đấy thì con bê hết vào sự kiện đấy với một kiểu giống như là hin dành cho vợ. Đấy, thế nên là lúc mà lên tỏ tình thì con cũng chả mang gì cả, con thích đánh úp. Đấy, con chỉ cứ thế và đi thôi, lên sân thượng thôi. Đấy, con chỉ hỏi đấy, nhưng mà con thấy là vợ con bật đèn xanh rồi nên là con mới mạnh mồm như thế. Rồi bây giờ các con là cưới nhau được bao lâu rồi? Bọn con cưới nhau là được 2 năm. 2 năm. Có bé chưa? Bọn con chưa ạ. Chưa có bé đúng không? Thế thì có nghĩa là yêu nhau được mấy năm nhỉ? À, bọn con yêu nhau được 5 năm. 5 năm, thế cưới nhau 2 năm. Vâng. Coi như 7 năm rồi. Vâng. Thế là bây giờ là muốn con bé rồi. Đúng không? Vâng. Em ơi chúc luôn. Em chúc đi. Hơi muốn. Đừng có để áp chót, chúc luôn. Chúc luôn đi. Đang linh đây. Nó đang thích rồi. Thịt nó đang thích rồi. Thôi chúc luôn.
Không, nhìn mấy mặc bộ đồ này chắc có lẽ là sẽ lên nghiệp lắm. Đấy, ừ. À, sẽ có sự chứng giám của các bề trên. Đúng rồi. Chúc cho hai con nghe. Dạ. Năm sau dạ. sẽ có tin vui. Dạ. À, và cuối năm sẽ có một em bé tuyệt vời với gia đình hai đứa. Dạ, dạ. Con gái, con trai. Con trai. Rồng vàng. Vâng, con cảm ơn cô chú. Con thích con trai hay con gái? Con nào con cũng thích. Thế à? Con thì sao? Con thì cũng thế ạ. Ừ. Con nhưng mà cũng... chú nghĩ là sẽ là con trai. Thế chắc bố mẹ con sẽ thích đấy ạ. Hay quá. Rồi bây giờ vào cái vụ kia đi chị. Ừ. Chú đã chúc rồi. Dạ. Chú có quyền yêu cầu lại. Vâng. Yêu cầu các con hãy khui tật xấu của đối phương. Ai trước? Em trước. Ok. Con chờ thời khắc này lâu lắm rồi ạ. Chết rồi, nó không thù hằn với nhau từ kiếp nào ấy. Đây con nói đi. Thì thật ra là chồng con thì cũng là người dễ tính, đáng yêu. Khen đáng yêu không, có kỳ. Không, con đừng khen. Khen là lạc đề. Vâng, con xin lỗi ạ. Vì đáng yêu mới lấy chồng mà. Vâng, đúng không? Con xin lỗi ạ. Con quen miệng. Thì ở nhà thì sau khi mà lấy chồng xong thì con có cảm giác như kiểu con có thêm một người bố nữa. Chồng con hay cảm giảm lắm ạ. Vâng. Thì tức là thật ra thì con thì cũng hơi kiểu bừa bộn ấy. Đấy, thế nhưng mà chồng con thì cứ mỗi khi mà thấy con để đồ không đúng vị trí hay các thứ thì là chồng con hay nói. Hoặc là chồng con là một người rất là hay lên kế hoạch. Thế ví dụ mà đi đâu thì chồng con sẽ mang đầy đủ tất cả mọi thứ. Ví dụ như là kiểu đồ dùng cá nhân này, xong rồi thuốc thang hay các thứ thì chồng con mang rất là đầy đủ. Thế hôm nào mà chồng con bận mà con phải xếp vali chẳng hạn thì chồng con sẽ kiểu nhắn liên tục là em ơi nhớ mang cái này nhá, xong con cất vào vali rồi chồng con vẫn nhắn lại là em ơi em mang chưa, em nhớ cầm nhá, thì cái này em không thiếu đâu. Đấy, thì chồng con cứ nhắc đi nhắc lại thì kiểu chồng con hay cảm giảm ấy. Đấy, hay thì, vâng. Với lại một vấn đề không cần thiết lắm nhưng mà dặn đi dặn lại nói rất nhiều. Vâng. Đấy, vâng. Mà lại còn phân tích lý do tại sao lại phải cần cái món đồ đấy. Đúng quá chi tiết. Đúng ạ. Vâng. Tại vì thật ra thì con cũng hay cãi. Đấy thì chồng cứ sợ là nếu mà không nói kỹ chắc con cãi. Vâng. Thì đấy là cái đầu tiên. Còn cái tật xấu thứ hai con không biết có phải tật xấu không nhưng mà chồng con rất thích thể hiện tình cảm. Thì chồng con bình thường là ở nhà cũng thế thôi, rất là hay ôm bố, ôm mẹ hay là về cũng hay thơm ông bà. Thì với con cũng thế. Thì chồng con cứ thơm miết, ở đâu cũng thơm. Đi ra ngoài đường cũng thơm, đi đâu cũng phải nắm tay như kiểu sợ con lạc đi đâu mất. Không, thì... cái đâu có phải thật xấu đâu. Không, nhưng mà chú ơi, kiểu con thấy hơi ngại ấy. Nhất là ví dụ như là có bố mẹ ở đấy chẳng hạn thì con cũng thơm luôn. Vâng, có bố mẹ ở đấy chồng con kiểu cứ thơm nhưng thể hiện tình cảm. Xong rồi nhiều lúc con phải nói riêng ấy, con bảo là anh ơi thôi đừng thể hiện tình cảm ở chỗ đông người hoặc là có người lớn trẻ nhỏ thì anh phải tránh ra. Xong chồng con bảo là không, bố mẹ sẽ nghĩ là mình hạnh phúc không sao đâu em ạ. Nhưng mà còn... lúc mà không có người thì chồng có vâng, có thể vẫn thế còn vâng, kinh vẫn thế hơn ạ. Vâng. Kinh hơn nữa em ạ. Tại vì chỉ sợ là gì nè, khi không có người thì lại không có thể hiện tình cảm. Vâng. Khi có người mới thể hiện tình cảm thì con hiểu chứ. Nhưng mà kiểu ngày thơm mấy bận ạ, cô tưởng tượng như kiểu mình trang điểm này, mình đã đánh son cái thứ rất là xinh rồi, nhất định là phải thơm. Hoặc cả tối đi ngủ mình đã dưỡng da các kiểu rồi, cứ thơm quanh mặt, con không biết là các chị em khác kiểu dưỡng da xong làm nào mà có thể để cho chồng thơm được. Ủa Dũng con làm gì con nghiện giận quá. Con không biết. Chồng con thì may có khi con... nào đang nói chuyện cái nó xin phép cô chú cho con thơm cái mình hay không? Tức là may cho con sống ở cái thời đại này đấy. Chứ còn ngược về cái thời mà mặc áo tất với lại áo đúng ạ. Gọi là Nhật Bình thế này thì có mà chết. hơi nguy hiểm ạ. Ừ, không mà chết. Nhưng mà chú lại thấy là cái dễ thương cũng không đến nói lời thật sâu. Dễ thương con ạ. Kệ. Dễ thương. Ủa của mình mà mình muốn thơm là mình thơm. Đúng không? Được. Nói gì thôi chứ sướng lắm. Vâng, con biết. Mắt cái dạng ngời con ạ. Long lanh lúng liếng con ạ. Gớm. Kể tật nói, xấu mà không xấu. Nói ra đều thế thôi. Yeah. Con không biết đấy là tật xấu là có phải xấu hay không. Thôi thì bây giờ xét vào không xấu con ạ. Để giữ lại cái đấy nhá. Xấu như không xấu, giống như tỏ tình chứ không tỏ tình. Rồi tiếp tục nào, có gì? Vẫn còn gì nữa phải kể thêm. Con hết rồi, con chuẩn bị tận hai cái, con tưởng nhiều rồi. Cái gì đã thế, thật chồng con không có một cái gì xấu luôn á. Chồng con nói chung là kiểu bọn con cũng tính cách cũng thoải mái ấy. Đấy thì con có cũng gọn gàng không? Cái cảm là... ràm thôi. Vâng. Nhưng mà có gọn gàng không? Cũng có ạ. Thế là không bừa bộn đúng không? Vâng. Về nhà cũng sao, tự con thú hả? Gì con tự thú rồi sao? Con định xin phát biểu, đấy là con kể. Anh đòi kể luôn ạ. Bây giờ con mong muốn chồng thay đổi điều gì? Thay đổi thì con nghĩ chắc là không đâu. Kiểu bản thân con cảm thấy là có những cái cuộc sống của con sẽ thay đổi nếu như mà chính bản thân con thay đổi thôi. Chứ còn với những người xung quanh thì con nghĩ là nếu như mà người ta cảm thấy là nó là vấn đề thì lâu dần thì người ta sẽ sửa. Okay. Ví dụ như là con thấy con cũng có những cái tật xấu ấy thì con hay để ý chồng con, thì ví dụ chồng con không thích mà nói đến vài lần ấy thì con cũng sẽ chú ý hơn, thì sau này con thấy con cũng sửa. Đấy, thế nên là cứ thế đúng không? Vâng, không thì con sợ. Thấy ổn rồi ạ. Để cảm ràm như bố cũng được. Thế nhưng mà bạn có bị già trước tuổi không? À không, thật ra thì người hơi già dặn hơn thì có vẻ là con hay kiểu
tức là phụ nữ mình hay nhạy cảm thôi được rồi, để anh ấy khui, giờ tới con đã Dũng. Vợ con thì nói chung là ngoài hơi bừa bộn một chút, như kiểu bạn ấy vừa kể, thì còn có một cái là hơi lười một chút nữa. Thích gọi là gì, thích nói một từ hơi quá là hành hạ, nhưng mà trong ngoặc kép, hành hạ con. Hành hạ con sao đâu con, kể đi. Anh cẩn thận nhá. Ví dụ như là hành hạ ở mặt là bạn ấy, ví dụ bạn ấy lười, bọn con nằm trên một cái giường và cái công tắc điện ấy, nếu tối đi ngủ mà công tắc điện mà nằm ở bên phía bạn ấy, thì bạn sẽ bằng mọi giá để bắt con để sang tắt cái công tắc điện đấy. Mặc dù là bạn ấy có thể với tay lên hơi một tí để tắt mà rồi, nhưng mà không chịu, nhất định là phải bắt con tắt cho bằng được. Xong con bảo lý do là em nằm gần hơn thì em đi tắt đi, thì bạn sẽ lừa bạn lăn sang bên người con bên này để lúc đấy con sẽ thành gần hơn. Đúng. Đấy, thì con sẽ thì con sẽ là người đi tắt. Có sai con không? Thí dụ có cái ly nước ở đằng đó đó. Đúng. Thì bạn bước qua cái anh ơi mang ly nước cho em. Vâng. Có không? Có, mặc dù là nếu mà người khác thì không bao giờ sai, người khác thì bạn ấy rất là tự lập, nhưng mà với con thì rất là ga lăng. Với con thì bạn ấy thích hành hạ con. Chắc là cái mặt con lúc ấy đáng thương lắm cho nên là nó thích cái nét mặt đấy. Nhưng mà cái lúc mà con làm trong cái sự hành hạ của cô ấy đó, thì con có càm ràm không? Có ạ, con càm ràm chứ. Nhưng mà con không hiểu tại sao con vẫn phải đứng dậy đi làm. Vẫn đi làm nhưng mà vẫn càm ràm. Con bảo là sao em lại xem lười ấy nhỉ? Đấy. Ừ, sao em lại có thể như thế được? Anh chỉ tắt hộ em nốt lần này thôi. Tức là đúng không ấy? Sao em có thể như thế được nhỉ? Bởi vì từ đây em chỉ cần thò cái tay ra, em tắt một tí thôi, sao em không làm mà em lại phải bắt anh từ đây, anh lại sang bên đây rồi anh làm đấy, đúng không? Vâng, vâng. Còn nói như thế luôn. Nhưng mà con nghe những lời đó chắc con vui lắm không? Vâng, thì con thấy là miễn là mình đạt được mục đích là được. Thôi tắt lần này. Vâng, với lại cũng liên quan đến cái chuyện mà con kiểu mấy cái tính xấu của con ấy, thì ngày xưa thì vì là con ở nhà con cũng kiểu như thế, thế nên là bố con nghĩ là con thì kiểu ở một mình thì được, chứ chắc là lấy chồng thì sẽ bị rất giả. Bố con luôn luôn nghĩ như thế. Mặc dù là đi đâu ra ngoài là bố con luôn tự hào khoe là ví dụ con gái tôi là kiểu tốt tính lắm này kia lắm, nhưng về nói riêng với con là sẽ bảo là thôi con ạ, con không lấy chồng rồi đâu. Thế là cái hôm mà bọn con cưới nhau ấy, thì là bố con là bộ đội, thì là bình thường là bố con cũng không có hay tâm linh hay là nhang khói gì đâu. Thế hôm đấy thì con lấy chồng xong rồi vừa mới đi ra khỏi cửa đi về, thì con thấy mẹ con gửi cho con một cái clip. Thế bố con đang đứng ở trên bàn thờ xong rồi làm gì chắp tay thế này này. Xong rồi con kiểu con cũng không biết là thế nào, thì con chờ cưới xong thì tối về con hỏi là mẹ ơi thế bố làm gì trên bàn thờ mà cứ chắp tay thế này đấy. Thế xong mẹ con bảo là bố đang chắp tay để mong cho con đi lấy chồng không bị dắt giả. Tại vì bố con nghĩ là nếu mà tính cách như thế thì chỉ có bố ở nhà mới chiều được thôi. Thế là bọn con lấy nhau phải một năm đầu ấy, thì là bố con luôn luôn nghĩ là bọn con đang giấu, tức là bọn con là không hạnh phúc, thế nhưng mà không dám kể với bố mẹ sợ bố mẹ thương. Bố con cứ lâu lâu lại gọi điện cho bà thông ra, alo bà, thế hai đứa nó có cãi nhau gì không, tôi thấy về nhà là không cãi nhau, thế ở đấy có cãi nhau không? Thế mẹ con bảo không, thế bình thường. Thế bố con nghĩ là bà thông gia nói dối, bố con lại gọi cho ông thông gia, ông ấy có thấy chúng nó cãi nhau không? Bố con cũng bảo là không có thấy gì đâu, nhưng bố con vẫn nhất định không tin. Bố con vẫn không tin, thế về nhà lần nào mà bọn con về quê bố con cũng kiểu soi xem bọn này nó có cãi nhau giấu ở đâu không, hay chúng nó có xích mích gì không. Vâng, thì phải đến hơn một năm lúc mà bọn con cưới nhau xong, và sau khi mà bọn con lập kênh TikTok thì kiểu con hay chia sẻ cuộc sống cá nhân của con lên thì bố con xem được ấy, thì bố con mới tin thực sự là hóa ra chúng nó sống hòa thuận được với nhau, hóa ra thằng này nó chịu được tính con gái mình. Đấy, thế là bây giờ đi đâu về bố con tự hào lắm, cứ bảo ôi kiểu rể, bố có hai thằng rể thì thằng nào cũng chịu được tính cách của con gái bố kiểu thế. Bố hôm nay bố xem được chương trình này bố càng yên tâm hơn. Bởi vì chương trình này là không bao giờ mà nó sai sự thật. Đôi khi con còn thấy hơi chạnh lòng là con gái bố cũng được đấy chứ, mà bố cứ nghĩ vậy. Rồi bây giờ tiếp đi con, sao lại tiếp như vậy? Còn cái gì nữa không? Sau này anh nhiều thế. Nhiều mà. Sao? Nói em. Con có vợ con hơi quấy. Quấy gì? Bình thường con đi làm buổi sáng sẽ đi tầm 8-9 giờ rồi đấy, xong rồi tầm 7 giờ tối thì về. Ăn cơm nước các thứ xong thì sẽ vào tầm với cả làm việc nữa, tầm 11 giờ đêm chẳng hạn, 11-12 giờ đêm. Thì lúc đấy khi mà bọn con bắt đầu lên giường ngủ rồi ấy, tắt điện rồi. Đấy, xong cái quấy lần 1 ấy thì đến quấy lần 2 thì tắt điện rồi thì vợ con sẽ không cho con ngủ luôn. Mặc dù có hôm những hôm mà con rất mệt và con buồn ngủ lắm rồi. Mắt con díu lại rồi, nhưng vợ con không cho con ngủ luôn. Vợ con bảo là nếu bây giờ mà con đi ngủ luôn thì sẽ hết luôn một ngày không tương tác gì với nhau được mấy, tại vì vợ con thì làm ở nhà còn con thì làm trên công ty đấy, thế là vợ con sẽ không cho con ngủ luôn và sẽ bắt nằm nói chuyện xong kể chuyện này chuyện kia, hôm nay anh lên công ty có gì vui không đấy, xong hôm nay em ở nhà thì có cái này cái kia đấy, em được ví dụ em được mẹ mua xoài mua dứa cho ăn đấy kiểu thế, tức là bằng mọi giá phải làm cho con tỉnh cái cơn ngủ đấy, sau đấy thì phải 2 giờ sáng con mới ngủ. Hôm nào có thấy buồn ngủ quá con sẽ rủ đi ăn đi chơi gì đấy, hoặc xuống nhà xem phim. Có ạ. Hôm 11 giờ đêm bảo là anh ơi em khát nước quá mình đi ra sơ cổ cây đi, mà lúc đấy bọn con đang nằm trên giường đắp chăn rồi nhá.
đi ra bắt chở đi ra sờ cây mua nước xong về về rơi luôn cái ví. Riêng cái này con phải mong muốn đi con ạ. Riêng cái này con phải mong muốn đi, thành khẩn đi. Cái này cũng do nó lúc mà tỏ tình nó bắt quăng nhỏ lên ban công. Đấy. Bây giờ nó hành lại đúng không? Nhưng mà thực ra thì con thấy thi thoảng thì cũng vui, nói chung là bọn con thi thoảng đi ra chơi. Con dùng cái chữ thi thoảng là cô biết rồi. Cho nên thôi, con cứ nhân cơ hội này con mong muốn đi. Hết sức thành khẩn nhìn xoáy vào mắt vợ xong rồi nói đi. Em ơi, có một lý do. Anh mà ngủ rồi là chúng ta một ngày không tương tác. Nhật mát qua một ngày đấy. Mất một ngày. Nhưng mà con thấy như thế cũng đúng đấy. Cũng được nhưng mà không đến nỗi phải đến 2 giờ sáng như thế. Rồi là đắp chăn rồi mà lại còn gớm. Ôi đúng mùa đông mà để đắp chăn rồi mà lại còn mặc quần áo đi ra xi cổ cây thì có mà chết. Mà mua có một chai nước ạ. Thôi con không muốn thay đổi điều gì. Con nhìn nó thôi. Con nhìn thành khẩn ra. Chắc con mong muốn là không nghĩ là thế vui hơn ấy. Quấy nhưng mà vâng, quấy vẫn vui. Đấy, thế chúng tôi đã cho anh cơ hội rồi nhá. Thế mà anh không nắm bắt cơ hội của anh thì anh cứ chấp nhận thế nhá. Đêm nay anh về nè, anh ở Sài Gòn nè. Có thể là thức tới 5 sáng. Anh ơi, mình tranh thủ. Không, thực ra vợ con quấy tầm 1 tiếng thôi. Nhưng mà sau đấy là con tỉnh ngủ rồi nên con không ngủ lại được nữa. Chứ không phải là do vợ con quấy đến 2 giờ sáng. Đấy, thì đấy. Thì con cứ bênh đi nhá. Bây giờ đấy con cứ tiếp tục như thế nhá. 2 giờ, 3 giờ. Thật ra nó không ngủ được thì nó sẽ hành động cái khác. Khi mà nó không ngủ được rồi thì nó sẽ hành động cái khác, hiểu không? Thế nên nó không muốn thay đổi, dễ sợ lắm. Có thể là chú nó cũng lại lập trình rồi. Đó là suy luận của chú nha. Tức là không mong muốn Huyền thay đổi điều gì hết, đúng không? Vâng. Có khi là có cơ hội đó nha. Anh vâng. Sợ bố xem chương trình đúng không? Không. Nói chung là bọn con kiểu cái tình yêu của bọn con đi lên từ tình bạn ấy, nên là con thấy nó vui, với cả nó chắc là nó cũng bền chặt nên là. Thôi. Cứ như này thì sẽ con nghĩ là sẽ tốt hơn. Thôi bây giờ vậy đi, trước khi tạm biệt chương trình. Hôm nay chắc có lẽ là bố mẹ hai bên coi được chương trình sẽ rất là vui, rất là hạnh phúc. Vâng. Đó, với lại là trong một bộ trang phục này chú muốn hai đứa nói một cái điều gì đó cho nhau. Thấy không? Bố mẹ hai bên cũng sẽ xem chương trình này và cũng sẽ vui thêm hơn nữa nhé. Rồi. Muốn nói gì nói, bày tỏ tình cảm đi. Cho em nói trước đi. Đứng lên nói đi, đứng lên nói đi. Cho trang phục nó đẹp này xem mà nào. Đứng lên nói. Đấy. Rồi con bé nó ngước đầu lên nè. Anh ơi, nắm tay. Cảm ơn anh vì từ lúc mà anh bắt đầu tỏ tình với em cho đến lúc cưới và anh hứa là sẽ là một người chồng tốt thì đến nay anh vẫn làm được. Còn rất xin lỗi anh vì từ ngày đầu tiên đến giờ em vẫn hứa là em sẽ không làm một người vợ tốt nên là phải chịu thôi. Thì hôm nay cô chú cũng cho anh cơ hội rồi nhưng mà anh không bảo em thay đổi gì thì em cũng cảm ơn anh. Bố đang xem đấy, anh nói gì nói đi. Chẳng biết nói gì, cảm ơn em vì đã đến bên và chung sống cùng anh suốt 7 năm qua. Anh không ạ? Cái quá à. Tụi em rất là đáng yêu. Anh hy vọng còn cảm ơn cô chú. Cuộc sống các em nó sẽ mỗi ngày nó sẽ vui hơn, đều có ý nghĩa hơn và đặc biệt là sẽ thương yêu nhau nhiều hơn nữa. Và trong năm sau các em sẽ có thêm một cái tình yêu mới nữa. Đó chính là tình yêu cho con của các em. Rồi. Thôi con cứ mê vợ con đi thế nhá. Cứ mê vợ như thế đi nhá. Vâng. Ok.